Nay Út mua được cái cá kèo chạy thiên nhiên mà giờ Út làm khô. Đây cá kèo thiên nhiên của mình, cái thịt, cái da của nó có vị vàng vàng nè. Cá kèo chạy thì nó nhìn nó mềm mấy bạn, nhìn cái con cá nó mềm hơn là con cá kèo nuôi. Cá kèo nuôi thì nhìn cái ở ngoài này nè, mình phân biệt được các bạn, nó sẽ có cái màu xanh hoặc là màu đen, nó không có được cái màu ngã vàng vàng. Giờ Út làm khô, Út chia sẻ cái cách làm khô như thế nào cho được cái con cá khô nó phồng lên và nó ngon, nó không có bị cứng. Thì trước tiên thì mình phải cột lại cho cái con cá nó sẽ ngợp và nó chết tự nhiên, con cá sẽ phồng và cái thịt nó sẽ ngon, nó xốp lên, xốp mà xốp chắc nha, giữ nguyên như vậy khoảng chừng nửa tiếng thì con cá nó sẽ chết. Sau khi để nửa tiếng thì con cá nó cũng ngợp, nó cũng chết. Thì giờ Út sử dụng muối này, Út sử dụng muối hạt 2 muỗng canh cho 1 ký cá kèo, thì mình bỏ vào, sau đó mình trộn đều lên và để khoảng chừng nửa tiếng, mình bắt đầu đi rửa và phơi. Nếu mà các bạn có dây chì thì mình chuẩn bị cái dây chì nha. Nó có cái lỗ cưa nè, kiếm được cái cọng khúc dây chì. Giờ Út xỏ cá, mình rửa như vậy nè là nó sạch nhớt rồi, đừng rửa sạch quá các bạn, mình đừng có chà quá, nó vẫn như còn một phần nhớt, con cá nó sẽ ngon, nó mềm. Thì mình tải sơ sang ra, buổi trưa mình khỏi lại chở, còn mà phơi bằng cái ni á, cái xịa gì đó, phơi bằng cái xịa bạn, có cái lỗ lỗ mình phải chở nữa nữa, nó hơi mất công. Cá khô Út phơi được 2 nắng nè, giờ nó đã khô và con cá khô của Út nó xốp nha, nó phồng lên nè, không phải là ương nha. Út chi ăn rồi thì nó vừa ăn, nó không có mặn hoặc cũng không có nhạt. Cái này là mình ăn với mắm me hoặc là mình làm cái gỏi sồi bạn, ngon lắm. Này mà mấy ông nhậu thì thôi rồi, tốn bia dài dài bạn. Cái cá khô nó không có bị nhớt nè, không có bị xì mỡ bạn. Làm cách này thì con cá khô nó phùng lên, nhìn nó ngon. Trước khi chiên thì các bạn rửa sơ qua cái phần nước để loại bỏ những cái bụi nè, và giúp cho con cá khô nó được mềm, nó ngon, bị rít tay nha. Cá khô này các bạn, làm cách này thì cái cá khô nó ngon, nó cái thịt nó không có dính vào cái phần xương các bạn. Thì video của Út đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video về cách làm cá kèo khô được ngon và nó phồng xốp ngon, xốp chắc nha, không phải là xốp bị ương nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn và cả nhà có bia Hồng với Út nha.